Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay thực tế là mình mang đến một con bò tót theo đúng nghĩa luôn các bạn ạ. Đó là chiếc ASUS ROG G701. Chiếc máy này nếu như tại thời điểm ra mắt năm 2017 và 2018 nó có giá bán lên đến gần 100 triệu đồng các bạn ạ. Mà chiếc máy nặng đến 4 kg luôn. Thì vậy thì chiếc máy nó có cấu hình như nào mà nó dành cho ai, mà tại vì sao nó nặng như vậy mà cấu hình nó lại đắt như vậy? Đơn giản, đây là một chiếc máy gaming để có thể xử lý tất cả các thuật toán về đồ họa gaming cũng như các phần mềm về kỹ thuật. Sức mạnh phần cứng của nó cực kỳ mạnh mẽ và khả năng tản nhiệt rất tốt luôn. Đấy, máy được trang bị i7-7820HK, RAM 32GB, chạy 2 ổ cứng với công nghệ RAID 0, tự động sao lưu dữ liệu lên đến 1TB các bạn nhé. Và đặc biệt Vega được sử dụng trên máy là GTX 1080 thời thượng nhất từ thời điểm đó. Và màn hình của nó là 17.3 inch Full HD, tần số quét lên đến 120Hz, hỗ trợ game thủ cực kỳ tốt. Và dòng sản phẩm này nó đã quá nổi tiếng thị trường gaming trên thế giới cũng như Việt Nam. Bây giờ thì các bạn sẽ thắc mắc là nếu như chiếc máy này bây giờ giá hiện tại bao nhiêu? Chắc các bạn hơi giật mình. Mình sẽ bán cho các bạn ở phân khúc giá 28.900. Siêu khủng. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu thực hư chiếc máy này như nào nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, những cái máy đã thấy hoành tráng rồi các bạn ạ. Những chiếc máy to và cồng kềnh như này, nó giống hệt như cái dòng Dell Alienware ngày xưa. 4 kg cho một chiếc máy. Các bạn nhìn đằng sau thì cái tản nhiệt các bạn có thể thấy là có thể giống như những chiếc siêu xe đến từ nước Ý các bạn ạ. Nó còn bò tót Lamborghini. Và kể cả sạc của nó cực kỳ dị. Các bạn nhìn thấy cổng sạc sau này. Đấy, và những chi tiết có thể là những cái tản nhiệt giống như những cái du thuyền không gian. Vỏ máy toàn bộ bằng hợp kim nhôm các bạn nhé. Bản lề này. Đây, các bạn thấy là ASUS thì họ hay gia công kiểu dạng như nhôm xước như này. Và hai cái sống này, logo ROG là cực kỳ nổi tiếng này. Bản lề như này anh em mở thoải mái luôn. Đây các bạn sẽ thấy là rất nhiều cổng luôn. LAN này các bạn này, ốc tản nhiệt bên loa này, cổng USB này, HDMI các bạn kết nối ra bên ngoài, mini DisplayPort này, cổng Thunderbolt 3 này, USB Type-C này, chả thiếu công nghệ gì cả. Ở thời điểm 2017-2018 nó đã đỉnh cao về các cổng kết nối rồi. Với mini DisplayPort kết nối ra màn hình bên ngoài, cổng HDMI cũng kết nối ra màn hình bên ngoài, và hai cổng này cũng vậy. Thì vị trí nhìn lôm la đây đã có 4 cái màn hình ra bên ngoài rồi. Đó, máy đều có thể kéo được nhá. Thunderbolt 3 với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 kg/s, thì đây là cổng nhanh và mạnh nhất hiện nay. Các bạn có thể cắm thêm cả một cặp mình rời từ bên ngoài. Các bạn sẽ thấy là đằng trước những cái đèn tín hiệu của nó này, mở máy ở đây nữa nhá. Và đằng trước thì các bạn thấy nó không có cái cổng gì cả, có hai hốc nhỏ đây, có lẽ là hai hốc loa các bạn ạ. Đây tản nhiệt các bạn thấy này. Ở đây nó làm cả giả cả cái tản nhiệt. Nó làm giả các bạn. Đây mình nghĩ là cái hốc loa, nhưng chắc chắn là có loa sub bên trong. Đây loa nữa này. Hai cổng USB này, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, và đây có cả cổng thêm một cái cổng phone nữa các bạn nhé. Phone mic. Đầu độc thẻ này. Ở bên dưới này. Bên dưới này cái lắp này làm bằng nhựa các bạn ạ. Thông tin của chiếc máy nó sẽ có hết ở đây nhá. Không khí sẽ được hút vào đây. Đẩy khí nóng ra đằng sau như này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong để mình khám phá linh kiện bên trong và khả năng nâng cấp của máy ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, thì hoáy mãi cũng mở được chiếc máy này ra các bạn ạ. Các bạn thấy là bên trong có đến 5-6 ống đồng tản nhiệt. Hai ống nhỏ thì các bạn thấy đây là con CPU nhá, dán trực tiếp trên bo mạch chủ. Và kể cả Vega rời GTX 1080 cũng dán trực tiếp trên bo mạch chủ luôn. Đây là khe cắm ổ cứng này. Máy có 2 slot cắm RAM, mà nó chiếc máy này thì có 4 slot, mà 2 slot thì nó trên bàn phím. Nó có thể nâng cấp tối đa là 64GB RAM trên chiếc máy này. Ở đây là con Wi-Fi các bạn nhé. Còn đây là con ổ cứng này. Các bạn ơi, cái khe M2 thì chiếc máy này nó có hai khe M2, nhưng một khe nó nằm ở trên bàn phím các bạn ạ. Một khe nằm trên bàn phím nhá. Thì các bạn phải lật cái main này ra thì mới thay được. Ở đây thì mình chưa có thời gian là mình mở toàn bộ chiếc máy này ra. Nhưng con này mở ra hơi phức tạp. Pin trong máy dung lượng pin của nó cũng rất là lớn, lên đến 93Wh. Nhưng với sức mạnh phần cứng của con máy này thì kể cả pin nếu mà dùng ở chế độ văn phòng thì các bạn có thể dùng khoảng 6 đến 7 tiếng. Còn nếu mà chơi game mà làm đồ họa liên tục thì các bạn dùng khoảng 4 giờ. Đây dung lượng pin này. Tóm tắt lại thì chiếc máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp hai ổ cứng này, SSD với dung lượng lên đến 4TB, RAM 64GB, Vega và CPU onboard trực tiếp trên bo mạch chủ, chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp nhé. Bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn này, các bạn nhìn quả sạc này. Dị không? Quả sạc này thêm một cái trọng lượng quả sạc là hơn 1 cân nữa các bạn ạ. Vị trí này anh em dùng chiếc máy này thì nó lên đến bao nhiêu? Hơn 5kg. Và công suất của cái sạc này cũng rất dị luôn các bạn ạ. Công suất của nó lên đến 4.4A luôn. Và đây các bạn có thể nhìn thấy này.
347,0 WH này, công suất này. Sạc khiếp thật đấy. Đấy, to đùng luôn các bạn này. Quả máy này nói thật với anh em, cầm cái này phang nhau chết người đừng có nói. Đúng như một viên gạch luôn. Vâng, thưa các bạn thấy là cái màn hình to tổ bố luôn và cái viền màn hình cũng rất dày để theo chiếc máy này. Đây là màn hình 17.3 inch các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cấu hình này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cấu hình của máy này, RAM 32GB này, chip này. Màn hình tần số quét lên đến là 120Hz này. Vega 1080 các bạn có thể nhìn thấy đây. Dung lượng 8GB nhá. Ở thời điểm đó đây là con Vega đắt nhất trên laptop và nó hoạt động tương tự như Vega trên dòng PC luôn. Khủng khiếp không? Camera bố trí bên trên sẽ giúp các bạn livestream này, các bạn quay phim này, chụp ảnh này, học online này, học trực tuyến này. Bàn phím này các bạn này. Phím ROG LED màu đỏ nhá. Hành trình bàn phím cao lổ như này và có rất là nhiều phím chức năng ở đây để các bạn có thể cài đặt mặc định khi chơi game này. Đó, một bàn phím full size như này để hỗ trợ các bạn nhận được bàn phím tốt hơn và kể cả bốn cái phím điều hướng này nó cũng làm riêng như này, bấm nó cũng sẽ ngon hơn. Bên trên phủ một cái lớp cao su đặc biệt chống bám vân tay nhá. Đây. Chuột này. Trái phải to bấm to đùng luôn. Thông số của Vega các bạn vào đây xem này. Phím bấm cái này thì quên sầu luôn, bấm rất sướng các bạn ạ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Nhân CUDA bên trong của M1080 này lên đến 2560. 256 bit luôn nhá các bạn nhá. Bộ nhớ là 8GB RAM này. Quả Vega quá khủng khiếp thời điểm đó. Ở đây mình đang test ổ cứng cho máy này. Chiếc máy này rất là đặc biệt, nó chạy hai ổ cứng song song, đang chạy chế độ RAID 0 các bạn ạ, tự động sao lưu dữ liệu này. Tốc độ đọc lên đến sấp xỉ 3.4, à tứ quý 3 luôn các bạn ạ. Bạn nào có lô đề này, con số này đẹp đấy. À, tốc độ ghi của nó gần sấp xỉ 3GB nhá. Ổ cứng thời điểm đó là khủng khiếp nhất đấy, còn bây giờ thì nó bình thường thôi. Bluetooth trên máy này. Bluetooth của Intel nhá, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối sóng ngắn Bluetooth và thương thích toàn bộ các thiết bị Bluetooth. USB của nó, à cái này là cái quên nhầm. Nó giao tiếp webcam qua chuẩn USB nhá và quay ở khung hình là 720. Đây máy chế độ các bạn sẽ nhìn thấy nó ghi sẵn chữ Intel RAID 0 này. Có nghĩa là hai ổ cứng trong máy là 1TB, mỗi cái 512GB. Tại vì sao nó chạy RAID 0? Bởi vì ổ cứng SSD ấy, cái công nghệ của nó rất hiện đại nhưng mà chết ổ cứng ấy thì rất là không thể, gần như là không thể lấy dữ liệu được. Và khi một ổ cứng hỏng thì cái ổ cứng kia nó sẽ tự động sao lưu sang và dữ liệu luôn được đảm bảo tuyệt đối. Máy chỉ có một Vega thôi, 1080. Wi-Fi sử dụng là AC8260. Em chip i7 này, 7820HK. Xung lên đến 2.90 các bạn ạ. Đây mình xem chất lượng màn hình của máy cũng được giới thiệu là rất là khủng khiếp luôn. Để giúp các bạn thiết kế design với hình ảnh trung thực. Tỷ lệ 3 phủ màu sRGB của nó là 87% sRGB và 61% Adobe RGB. Màn hình được sản xuất năm 2016 nha các bạn nhé. Độ sáng của màn hình đạt 317 lít các bạn ạ. Âm thanh con này xem nào. Loa của máy ở đâu ra đây. Màn hình này có trắng chống lóa, các bạn có thể làm việc liên tục mà không sợ mỏi mắt. Góc nhìn của màn hình IPS cũng đạt 178 độ. Đó. Với tỷ lệ bao phủ màu cao này, nó sẽ giúp các bạn thiết kế design mà không bị sai màu. Chơi game, hiển thị hình ảnh trung thực và xem phim giải trí cũng rất là sướng. Loa của máy cũng rất là to các bạn nhé. Đây là bass các bạn này. Nó có một cái súp bên trong máy. Xuống này. Chất lượng âm thanh tốt, chất lượng màn hình tốt. Tóm lại là cả trăm củ lúc đó mà không tốt thì coi như là vứt đi đúng không các bạn. Em này tần số quét còn lên đến 120Hz, khá là độc đáo luôn. Các bạn ơi, các bạn cài cả cái phần mềm này này. Là các bạn sẽ bật được cái tính năng, còn lại nhìn thấy toàn bộ cái thông số bên trong. Đây, ROG. Ở đây thì mình chưa cài, nên nó chưa hiện. Mà các bạn chỉ cần bấm phím đây thì nó sẽ hiển thị tất cả các thông số về cái máy điều chỉnh nhiệt độ. Anh em có thể tìm hiểu cài thêm nhé. Mình hôm nay vội quá là chưa cài. Muốn giới thiệu siêu phẩm tối nay đến cho mọi người nên làm hơi vội các bạn ạ. Bây giờ tớ sẽ thử chạy Cben nào.
để chấm điểm hiệu năng đồ họa của nó nhé. Các bạn ơi, điểm CPU của dòng này thì nó chỉ đạt là 752 thôi. Bởi vì công nghệ thời đó thì một em i7 mạnh nhất nó chỉ có 4 lõi 8 luồng thôi. Trong khi đó với những dòng mới bây giờ nó có đến 8 lõi 16 luồng và điểm số có thể lên đến 1900-2000. Nhưng mà thời điểm đó thì em CPU này cũng rất là khỏe. Hiện nay kể cả với công nghệ mà 2017-2018 này thì vẫn đủ khả năng xử lý các thuật toán về tính toán 3D, render và chơi game giả lập. Chiếc máy các bạn thấy nó có luôn VR này. Ở đây thì mình đang test con Vega GTX 1080 và giao tiếp qua chuẩn PCIe, các bạn có thể nhìn thấy này. Các bạn thấy là những hình ảnh về đồ họa 4D nó chạy rất mượt. Quạt hoạt động thì các bạn thấy sờ thì cái phần tản nhôm này nó cũng hơi nóng một chút các bạn ạ. Phím này bấm cũng sướng này các bạn này. Con này thì chắc chắn chỉ dành cho những người đam mê thôi và những người làm việc chuyên nghiệp thực sự thì mới dùng chiếc máy này. Vega của nó đạt điểm số là 109,43 FPS các bạn nhé. Thưa các bạn này, khi bắt đầu mình bật cái hiệu năng của cái quạt nó chạy lên thì các bạn thấy là nó rú không khác gì một con bò luôn. Các bạn thấy là hệ thống tản nhiệt bên trong làm việc hết công suất và có thể nghe thấy rất rõ nếu mà về đêm. FPS chúng ta nhận được lên là 120 và nhiệt độ của CPU và GPU thì không mát cho lắm, nó ở mức khoảng 90 độ ở tác vụ về đồ họa 3D nhưng chạy cực kỳ mượt. Bây giờ chúng ta sẽ chơi game nhé. Còn FPS 2D của nó thì quá khủng luôn các bạn ạ, lên đến 1100, hơn 1000 một FPS luôn. Vâng, thưa các bạn, đây là tựa game Horizon các bạn ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy người 3D của nó có giống thật không? Bởi vì đồ họa của nó quá khủng. Với cấu hình này thì các bạn với Vega 1080 hỗ trợ VR thì các bạn có thể sử dụng thực tế ảo. Đây các bạn nhìn người như thật luôn này. Và nhiệt độ chơi game nó ở ngưỡng khoảng 80 độ C hoặc hơn 80 độ C một chút. Chất lượng màn hình hiển thị rất đẹp luôn. Tần số quét này đến 120Hz thì khung hình chuyển động nó cũng rất là tốt. FPS chơi game này ở mức khoảng là trên 60. Với những tựa game nặng nhất, chuyên nghiệp nhất, anh em cứ thoải mái và cài vào để vui chơi giải trí trên chiếc máy này nhé. Các bạn ơi, mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc Asus G701. Vậy thì chiếc máy này dành cho ai? Nó dành cho các bạn làm việc chuyên nghiệp mà các bạn ngồi một chỗ các bạn ạ. Bởi vì cấu hình phần cứng của nó rất mạnh, GTX 1080. Nó tối ưu các phần mềm mà yêu cầu bộ nhớ Vega của cả màn hình lớn các bạn nhé. Và yêu cầu một chiếc máy khả năng nâng cấp lớn. Cái máy này thì các bạn thấy nó hỗ trợ với công nghệ VR. Các bạn có thể chơi những tựa game nặng nhất, cũng như các phần mềm về kỹ thuật, đồ họa mà cần Vega khỏe thì đây là một chiếc máy rất tuyệt vời cho các bạn. Bởi vì phân khúc dưới 30 triệu thì các bạn rất khó tìm một chiếc máy này. Vì chi là sau có vài năm ra mắt thì máy đã mất đến 7% giá trị giá. Đấy, thì cái này nó chỉ dành cho những người chuyên thôi. Còn những người bình thường mà để các bạn mang đi học này, các bạn mang đi làm mà các bạn ngày nào cũng xách chiếc máy này đi thì phải nói các bạn là khá là vất vả. Bởi vì cả sạc của máy có thể lên đến 5kg. Nhưng đối với các bạn mà thiết kế, design, chơi game, giải trí, xem phim, nghe nhạc thì đây là một chiếc máy cực kỳ khỏe cho mọi người các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Asus G701 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng đây là những kiến thức bổ ích để dành cho các bạn mà cần một chiếc máy đúng theo nhu cầu của mình các bạn nhé. Và hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop, nghe các bài tư vấn của shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.